Kỳ rất ghét cô Bella, cô giáo dạy tiếng Anh của mình, vì bà ta là một kẻ hám lợi vô cùng. Bà ấy có mở một lớp học thêm buổi tối để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bà ta đã cố tình dạy dỗ rất hời hợt, ép các học sinh phải đăng ký học thêm để hiểu rõ bài. Hơn nữa, những người không đi học buổi tối sẽ bị bà ta đối xử một cách rất bất công trên lớp học. Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đi học thêm, nên cũng sẽ có nhiều người phải chịu đựng việc bị bà ta hành hạ từ ngày này sang tháng nọ một cách vô lý như thế. Vicky luôn là đối tượng bị cô Bella chèn ép trên lớp học. Trong số các học trò cưng của cô Bella, Gina chính là đứa nhận được nhiều ưu ái nhất. Nó không những học ở lớp học thêm buổi tối, mà còn rất biết nịnh nọt. Chính vì thế, Gina được thiên vị một cách công khai. Gina từng rủ Vicky đi học thêm buổi tối, nhưng cô đã từ chối. Vicky và Gina như hai thái cực đối lập nhau. Một người được cô Bella yêu thương vô cùng, một người lại bị phân biệt đối xử rất tàn nhẫn. Vicky không học lớp buổi tối của bà ta, không phải là vì không có tiền, mà chỉ đơn giản là cô ghét cái sự lạm dụng giáo dục để hạ sách người khác như vậy. Vicky biết rằng Gina chính là một kẻ luôn biết toan tính và thủ đoạn đủ đường. Cho đến một ngày, một người đàn ông đến và nói mình muốn làm một cuộc khảo sát trong lớp. Ông ta nói mình tên là Alex và là một kẻ hành quyết. Ông vào tiết học của cô Bella và nói rằng mình sẽ cho cả lớp bỏ phiếu công khai. Quy định rất đơn giản, nếu như thích cô Bella, chúng tôi hãy bỏ phiếu tán thành. Nếu như không thích thì bỏ phiếu phản đối. Nếu như số lượng bỏ phiếu phản đối nhiều hơn, Alex sẽ hành quyết bà ta. Ông ta nói rằng đó là ngày phán xét, là lúc số phận của một người không nằm trong tay họ, mà được quyết định bởi những điều họ đã gây ra. Nhưng cho dù là thế, cô Bella cũng chẳng có gì phải bận tâm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Nhiều năm nay, cô Bella dù đối xử với một số học trò rất tệ bạc, nhưng bà ta vẫn sống giàu có và sung sướng, vì những đứa học thêm ở lớp của cô Bella cũng nhận được không ít lợi ích. Được bà ta đối xử rất hòa nhã. Theo thời gian, họ nghĩ rằng bà ấy thực sự là một người giáo viên rất đáng quý, mà quên mất rằng bà ta tốt với mình chỉ vì tiền. Hơn nữa, việc cô Bella chèn ép những học sinh khác cũng trở thành những trò vui rất đáng xem. Thế nên người ghét cô Bella thì nhiều, nhưng người thích bà ta cũng không hề ít, thậm chí có phần áp đảo hơn. Chuyện bỏ phiếu như vậy, tuy nhìn qua tưởng chừng là một trò may rủi rất nguy hiểm, nhưng lại không hề mang lại sự uy hiếp. Trong lớp này có 41 người, nhưng đã có hơn 30 học sinh học thêm lớp buổi tối. Bà ta đã nắm chắc phần thắng. Chuyện sau đó đúng như dự đoán của cô Bella. Số phiếu tán thành tăng lên nhanh chóng. Những đứa học trò cưng của cô đúng là đã không làm cô phải thất vọng. Thế nhưng, từ từ thì cô Bella đã không còn giữ được thái độ đắc thắng như vậy nữa, vì số phiếu phản đối tăng lên không ngừng. Thậm chí, nó đến từ những người có trong lớp học buổi tối của cô. Chiến thắng dần dần đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Trên bảng đen dần được dán đầy những lá phiếu. Phe đồng ý và phe phản đối so kè nhau từng lá phiếu một, như một cuộc chiến bất phân thắng bại, cho đến khi cả hai bên đều có số lượng bằng nhau và chỉ còn một lá phiếu cuối cùng quyết định. Khi nhìn thấy người ấy, Vicky biết rằng cuộc chiến này cô Bella đã toàn thắng trở về, vì người đó chính là Gina, cô học trò cưng được ưu ái nhất. Thế nhưng khi nhìn thấy phiếu bầu của Gina, mặt cô Bella tái xanh, máu trong người như bị rút cạn, là phiếu phản đối. Gina cười lên một cách khoái trá. Cô Bella, cô ưu ái em như vậy mà không biết một sự thật sao? Vicky chính là đứa em song sinh của em. Đúng rồi, tại sao bà ta lại quên rằng Gina vốn là một đứa biết toan tính và thủ đoạn chứ? Cuộc hành quyết sẽ sớm bắt đầu. Những người có quyền phán xét lại chính là những kẻ mà ta không ngờ đến nhất.